Xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người về cách thức cài đặt và sử dụng cái ứng dụng Skype trên điện thoại di động. Thì đối với dòng smartphone hiện tại thì mọi người đang sử dụng hai cái hệ điều hành chính là Android và iOS. Thì đối với dòng điện thoại Android thì mọi người sẽ vào cái mục CH Play để tải cái ứng dụng Skype về. Và đối với dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS như iPhone hoặc iPad thì mọi người sẽ vào cái phần App Store để tải. Thì ở đây thì đối với Android thì mọi người vào Google Play và gõ dòng chữ là Skype. Ok, thì ngay dòng đầu tiên nó sẽ hiển thị lên cái Skype này. Mọi người nhớ là cái dòng đầu tiên nhé, với biểu tượng Skype như này. Còn đối với những cái Skype Wi-Fi hoặc Skype for Business for Android thì những cái đấy nó không phải là cái bản chuẩn. Thì mọi người kích vào cái bản ở cái dòng đầu tiên này. Ở đây thì em đã tải cái này vào trong máy nên em chỉ việc bật kích hoạt lại. Mọi người sẽ nhấn vào cái nút cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì nó sẽ mọi người kích vào cái phần mở Skype. Ở đây thì em sẽ tiến hành đăng nhập thử một cái tài khoản. Ở đây em đã có danh sách tài khoản Skype của nhân viên kinh doanh ở các chi nhánh. Thì em sẽ tiến hành đăng nhập thử một cái tài khoản bất kỳ. Sơn Tây. Mà sẽ đăng nhập với tài khoản là kinh doanh Sơn Tây 01 @taka.vietnam.vn. Mọi người kích vào cái nút biểu tượng tiến lên như này. Và đăng nhập mật khẩu. Mật khẩu thì em đã sẽ gửi kèm. Mọi người lưu ý là cái mật khẩu của Skype thì bắt buộc phải có ký tự và số. Nên là lúc đăng nhập, mọi người tránh trường hợp để mọi người nhầm hoặc là quên cái mật khẩu thì bắt buộc là phải có ký tự và số. Ok, như vậy là em đã tiến hành đăng nhập vào cái tài khoản Skype này. Mọi người kích vào cái nút biểu tượng ba cái dấu gạch ngang này để xem cái thông tin tài khoản của mình. Đây thì trong đây sẽ có cái phần đăng xuất. Mọi người tiến hành kích vào đây để đăng xuất cái tài khoản ra. Ngoài ra thì mọi người sau khi đăng nhập vào thì sẽ có thể add tài khoản của bất kỳ một người nào đấy bằng cách là kích vào cái nút biểu tượng là tìm kiếm này và gõ vào cái tên tài khoản Skype của người mà mình muốn add. Ở đây em sẽ gõ một cái tài khoản Skype. Đó, như vậy mọi người kích vào cái tài khoản Skype này và thêm vào danh bạ. Ok. Cũng khá là đơn giản. Thì phía trên đây em đã hướng dẫn mọi người về cách thức cài đặt cái tài khoản ứng dụng Skype vào trong cái máy điện thoại của mình và đăng nhập add một cái tài khoản bất kỳ vào cái tài khoản của mình để tiện cho việc liên lạc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.